mọi người, em Kogi mọi người ạ. Em này là Kogi Tricolor nhá. Đấy, Kogi 3 màu. Đấy. Trắng, đen với cả màu vàng. Đây. Con này nó vừa nghịch nước xong nó ướt. À, nó vừa uống nước xong ướt quá mọi người ạ. Đấy. À, đây là màu chi. Trường thì màu này ít được mọi người ưa chuộng lắm. Nên bên mình thường có những em vàng trắng, mình hay quay em vàng trắng hơn. Còn bây giờ mình có một em màu chi để quay mọi người xem này. Mọi người nhìn thấy em nó cũng bỗng chưa? Úi giời. À, chân tay rất là to. Em Kogi này là em Kogi kiểu fluffy mọi người ạ. Fluffy tức là Kogi lông dài ấy. Để mọi người nhìn lông của nó rất là dài hơn những bọn Kogi bình thường nhá. Đó. Dài hơn bình thường luôn. Đấy. Con này nó không dài lắm. Con này có con mẹ nó là lông dài, còn con bố là lông ngắn này. Đấy. Thì nó nhìn lông nó sẽ hơi dài dài. Đấy. Đây. Đây có cả em Bắc Hàm với cả em Đấn của mình. Kogi đây đấy. Đấy. Mọi người nhìn thấy đẹp chưa? Bấm chưa? Cũng bấm chưa? Màu này lần đầu tiên mình quay mình giới thiệu cho mọi người xem đấy. Rất là bụ luôn, chân tay rất là to. Phải, phải. To chưa? Ấy, chân tay này. Úi, to rất là to mẫn luôn nhá. Cực kỳ đẹp. Úi, đẹp này mặt đẹp được. Đấy, mọi người nhìn lông dài này, nhìn mặt nó rất là baby luôn. Úi, đẹp chưa? Úi, chà chà. Mệt lắm. Đây, đây, cho nó chưa. Con này là cái dòng cún có kích thước vừa vừa mọi người ạ. Khi trưởng thành nó khoảng độ 10-12 kg. Nhưng mà có những em ấy, mọi người nuôi nó sẽ lớn đến tận 15-16 kg cơ. Nó rất là béo. Bởi vì môi trường chăm sóc tốt là nó rất là, nó phát triển rất là to. Đấy, phải đè lưỡi này. Đây em được mọi người nhá. Đây là hoàn tử này. Đấy, hoàn tử. Ngày nào cũng nhịp nhau. Đấy, nó rất là nghịch. Ôi trời ơi. Đấy, baby chưa? Đấy. Đấy, đây, đây chơi với các bạn đấy. Đấy. Con Bắc Hà kia nó giữ mọi người ạ. Bọn này nuôi thì mọi người lên chăm lông cho nó chút nha. Bởi vì bọn này lo lông nó hay rụng khá là nhiều ấy. Ôi trời ơi. Lông bọn nào Kogi này thì rụng nhiều này. Đấy, lông nó như em này, lông dài thế này. Lên chăm lông nó hơi vất một chút. Đấy, mọi người lên hay chạy chút cho nó. Ra đây. Đấy. Bạn nào cũng muốn sở hữu một em Kogi thì đến ngay bên mình nha. Ôi, em Kogi này rất là đẹp. Em này là khách hàng bên Campuchia. Chuẩn bị sang Campuchia nhé mọi người nha. Em này không phải là sắp nhập quốc tịch Campuchia nhá, không phải Việt Nam đâu. Đấy. Chuẩn bị được sang bên nước ngoài rồi. Hay nước ngoài nhá, không phải khách Việt Nam. Chuẩn bị được vào. Mai chiều nay mình sẽ cho Kogi vào trong Nam. Đấy. Đến ngày kia thì sẽ chuẩn bị đi vào trong quên đi sang nước ngoài. Đẹp chưa? Còn nhìn thấy chân tay nó bụ chưa? Chân tay rất là to luôn, em này rất là bụ. Đấy, em này là 3 tháng rồi mọi người ạ. 3 tháng rồi. À, mọi người nhìn mặt nó đẹp không? Mặt nó rất là cân, nhìn mặt nó hoàn vàng. Rất là đẹp, lông rất là dày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video nào sau của mình nhá. Đấy, mình giới thiệu em nó đến đây rồi. Đây là dòng Kogi. Đây là màu Tricolor nhá. Đấy. Còn màu thông dụng của nó là màu vàng trắng cơ. Nó không phải màu chi này đâu. Đấy, màu chi này là ít này. Vì ít khách hàng ưa chuộng nên màu này nó được nhân giống cũng khá là hiếm. Rất là ít em mọi người ạ. Khoảng mới có một em thôi. À, bye bye mọi người nha. Buổi sáng chào mọi người đây.
Bye bye mọi người nha. Bye bye.